Mình có hàm số ở đây mà gọi là chuỗi vô hạn. Điều mình muốn làm cho video này là xem mình có thể biểu thị nó theo cách thông thường được không. Và bạn có thể nghĩ rằng đây là một chuỗi cấp số nhân. Mình biết cách lấy tổng của một chuỗi cấp số nhân vô hạn, ít nhất là trên những giá trị x khi mà mọi thứ hội tụ. Vậy để xem đây có phải là chuỗi cấp số nhân hay không. Dạng của chuỗi cấp số nhân là khi đi từ một biến sang biến tiếp, bạn nhân nó bởi một công bội. Để đi từ 2 đến âm 8x mũ 2, bạn phải nhân với cái gì? Bạn phải nhân với âm 4x mũ 2. Vậy mình nhân với âm 4x mũ 2 ha. Vậy mình có thể nhân với số lượng như thế để đến 32x mũ 4 hay không? Có chứ. Âm 4x mũ 2 nhân âm 8x mũ 2 bằng dư 32x mũ 4. Nhân với âm 4x mũ 2 một lần nữa, bạn sẽ có âm 128x mũ 6. Vậy công bội là âm 4x mũ 2. Biến thứ nhất là 2 nên mình có thể viết lại ở đây ha. Mình có thể viết lại fx là bằng tổng từ n bằng 0 đến vô hạn của, để xem nào. Biến thứ nhất là 2. 2 nhân âm 4x mũ 2. Tất cả mũ n. Đây là chuỗi cấp số nhân khi mà công bội của mình là âm 4x mũ 2 tất cả mũ n. Bây giờ khi nào cái này hội tụ? Mình biết rằng chuỗi cấp số nhân sẽ hội tụ nơi giá trị tuyệt đối của công bội của nó sẽ ít hơn 1. Để mình viết xuống đây ha. Vậy nó sẽ hội tụ nếu giá trị tuyệt đối của công bội âm 4x mũ 2 ít hơn 1. Cách mà nó được viết bây giờ sẽ là số âm. Vậy giá trị tuyệt đối của cái này chỉ là 4x mũ 2. X mũ 2 sẽ bằng số dương. Vậy 4x mũ 2 sẽ bằng số dương. Âm 4x mũ 2 sẽ bằng số âm. Vậy nếu bạn lấy giá trị tuyệt đối của số không dương, thì nó sẽ tương tự như lấy giá trị tuyệt đối của số âm. Thì đây chỉ cần nhỏ hơn 1. Và giá trị tuyệt đối của cái mà không âm như thế này, nó sẽ bằng 4x mũ 2. Hai cái này bằng nhau. Và phải nhỏ hơn 1. Chia 2 vế cho 4, bạn có x mũ 2 nhỏ hơn 1 phần 4. Mình có thể nói là giá trị tuyệt đối của x phải nhỏ hơn 1 phần 4, hoặc có thể nói là âm 1 phần 4 phải nhỏ hơn x mà phải nhỏ hơn dương 1 phần 4. Nếu biểu thị như này, mình có khoảng hội tụ. Cái này sẽ hội tụ miễn là x nằm trong khoảng này. Biểu thị như này mình biết bán kính hội tụ. Cái này sẽ hội tụ miễn là x nhỏ hơn bán kính hội tụ. Miễn là giá trị tuyệt đối x nhỏ hơn bán kính hội tụ. Miễn là khoảng cách từ x đến 0 nhỏ hơn 1 phần 4. Để cho rõ ràng hơn, bạn có thể viết lại cái này thành khoảng cách giữa x và 0. Bạn có thể xem nó là khoảng cách giữa x và 0 miễn là nó nhỏ hơn 1 phần 4. Cái này sẽ hội tụ. Về khoảng hội tụ, bạn có thể xem nó là bán kính hội tụ. Mình đã xét xem nó hội tụ ở đâu rồi, hãy nghĩ xem nó hội tụ thành cái gì. Mình đã làm cái này nhiều lần rồi. Đây sẽ là biến thứ nhất. 2 phần 1 trừ công bội. Công bội của mình là âm 4x mũ 2. Và nó sẽ cho mình 2 phần 1 cộng 4x mũ 2. Vậy biểu thức này sẽ bằng cái này. Miễn là x nằm trong khoảng hội tụ,